Sống trên đời tiền tài bà không tham, làm ăn bà không theo, nợ nần bà không dính, tránh được 9 điều sau mới là người thành công lâu bền. Kính thưa quý vị, người xưa đã dạy, sống ở đời có tiền tài không được lấy, có làm ăn không được theo và có nợ nần không được phép dính. Từ bỏ một số chuyện, bạn mới đạt được thành công ở những chuyện khác. Tiền tài bà không tham. Sự giàu có là điều mà thế giới luôn theo đuổi. Thế giới đang làm điều đó mỗi ngày để sống một cuộc sống giàu có và hạnh phúc. Nhiều người đói khổ vì gia đình túng quẫn, đồng con, thiếu tiền, cuộc sống rất khó khăn. Sau này lớn lên, có người rất ham chạy theo tiền, bằng mọi giá phải có được tiền. Nhưng ở đây tôi muốn nói với bạn rằng, dù nghèo khó đến đâu, cũng đừng tham lam ba loại tiền này, nếu không sẽ bị khổ và có thể phải trả giá. 1. Khoản tiền đã vay. Dần dần có một câu nói phổ biến, có vay có trả, vay lại sẽ không khó. Ý kiến chung là số tiền đã cho mượn nên được trả kịp thời, để lần sau người khác tiếp tục giúp đỡ bạn khi bạn cần. Điều này là đơn giản nhưng rất thực tế. Chỉ là nhiều người đã vì chút tiền mà hủy hoại tính cách và con đường tương lai của mình. Mỗi tài sản đều có chủ sở hữu riêng. Nếu không trả lại tiền đã mượn là thiếu đạo đức hoặc lừa dối. Lòng tốt của người khác bị bạn lợi dụng. Chính những mối liên hệ và sự giúp đỡ sau này của bạn sẽ bị hủy hoại. Nợ gì thì sớm muộn gì cũng phải trả. Dù nghèo thì vẫn phải tin vào tương lai. Nghèo chỉ là tạm thời. Của cải tích lũy được sẽ dần thay đổi vận mệnh của bạn. 2. Tiền quà tặng. Chúng ta luôn chú trọng đến phép lịch sự và có đi có lại. Dù là quà của người khác tặng thì kỳ sau sẽ được trả lại. Đây cũng là sự tôn trọng người khác và chính mình. Lịch sự thì nhẹ nhưng tình bạn thì nặng. Và đây là cách nảy sinh sự giao lưu. Tiền quà tặng không thể làm bạn giàu. Tại sao bạn không nên theo muốn vật chất này? Bởi vì tiền đã chết nhưng lòng người vẫn sống. Khi cưới và chuyển nhà, nhiều bạn đã gói phong bì như một lời chúc mừng. Hôm sau người khác cưới thì vợ như không biết hoặc là mất hút. Hành động vì chút tiền như vậy không xứng đáng giành được tấm chân tình của bạn bè, chưa kể phải đối phó với tương lai khi gặp lại. Đừng quá tính toán khi sống trên đời. Một người ích kỷ rất khó tồn tại tốt trong xã hội này. 3. Tiền kiếm được bằng các con đường không chính đáng. Một người yêu tiền và thích tiền không có gì là sai. Nó có thể mang lại cho bạn cuộc sống vật chất như mong muốn, nhưng cách kiếm tiền không nên làm tổn hại đến lợi ích của người khác và gây hại cho xã hội, đó là tiền làm giả không có lương tâm. Với đợt bùng phát đại dịch vào đầu năm 2020, cần một số lượng lớn khẩu trang trên khắp cả nước. Một số đối tượng nhìn thấy cơ hội làm ăn, đã chế biến nhiều loại nguyên liệu cốt tông pha thành khẩu trang rồi bán cho người có nhu cầu. Thực chất đây là những sản phẩm lỗi không đạt chất lượng. Một số người thậm chí còn nhặt những chiếc khẩu trang dùng một lần đó từ thùng rác, chỉ cần giặt, lau sạch và tiếp tục bán chúng một lần nữa. Những người như vậy là đang kiếm tiền không có lương tâm, trong khi đất nước và nhiều người đang gặp rất nhiều khó khăn, loại hành vi này thật kinh tởm. Một người dù nghèo khó đến đâu cũng phải dựa vào năng lực chính đáng của mình để kiếm tiền, không làm tổn hại đến tiền bạc của xã hội và nhân dân. Dù có được lợi lộc hiện tại thì phong thủy cũng lần lượt trở mặt, tác hại cuối cùng là chính mình. Dựa vào mồ hôi làm việc chăm chỉ và kiếm tiền một cách đàng hoàng là con đường cho sự an toàn và sức khỏe trong tương lai. Tiền bạc là thứ tốt đẹp, nó có thể cải thiện mọi mặt của cuộc sống, nhưng nếu ham tiền hám của mà mất đi đạo đức thì đó mới là điều thực sự nguy hiểm. Cho nên họ sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui lao động mà tự hủy hoại đi chính bản thân mình. Hãy nhớ, con người thống trị đồng tiền, không nên trở thành nô lệ cho đồng tiền. Làm ăn bà không theo. 1. Không nên làm ăn cùng người thân bạn bè. Mối quan hệ công việc cần công tư phân minh, cư xử công bằng, tuyệt đối không thiên vị hay bất công với bất cứ ai. Do đó việc hợp tác làm ăn kết hợp thêm một tầng quan hệ bạn bè hoặc người thân sẽ khiến đôi bên trở nên khó xử hơn. Rất nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến lợi ích, tiền tài, tranh chấp quan điểm đều không dễ xử lý tốt khi quan hệ trở nên quá mật thiết. Chưa kể tới việc khi bất đồng không giải quyết được, mối quan hệ giữa đôi bên rất dễ rạn nứt. Đây chính là lý do mà người ta cho rằng
muốn làm ăn lớn thì không nên đi cùng bạn bè hoặc người thân, kẻo mất cả tình lẫn tiền. Người thân thì phải lạ, người lạ thì phải quen. Đôi khi chúng ta phải trở thành người xa lạ với chính những người thân thiết với mình ở một số phương diện nào đó, trong đó bao gồm cả việc làm ăn kinh doanh. 2. Không tham gia những vụ ít vốn mà siêu lợi nhuận. Cái gọi là ít vốn mà siêu lợi nhuận hay còn được quảng cáo là lợi ích cao trong thời gian ngắn, đầu tư ít, thường chỉ lợi dụng những lỗ hổng, tranh thủ đường ngang ngõ tắt để kiếm chắc trong thời gian ngắn, kiếm tiền tài nhất thời chứ không phải kinh doanh đàng hoàng lâu dài. Rất nhiều người đang làm ăn ổn định, nghe nói có dự án kiếm tiền nhanh, đầu tư ít, thời hạn ngắn thường dễ bị dao động. Họ sẽ bị lôi kéo dồn hết tài sản của mình vào đây với ước mơ kiếm một mớ để đời. Nhưng phần lớn hình thức kiếm tiền này đều không được lâu dài, thậm chí còn lỗ vốn vì tiềm tàng nguy cơ rủi ro. Trước những cơ hội không rõ nguồn gốc, khó xác định tính chân thực, hãy giữ lý trí trước những lời mời gọi, chứ đừng tùy tiện tham gia kẻo mất hết tiền tài. 3. Không tham gia những thương vụ liều ăn nhiều. Đừng vội đi thử một việc mạo hiểm, rủi ro lớn nhằm thu được lợi ích về mặt sự nghiệp hoặc tiền tài. Những nguy cơ tiềm ẩn trong thương vụ như vậy sẽ vượt quá tầm kiểm soát của bạn, ngày càng trở nên phức tạp khiến bạn không thể giải quyết được. Như vậy chúng ta đã thấy, liều vẫn có, nhưng ăn nhiều thì không hề dễ dàng như bạn tưởng tượng. Kinh doanh là chấp nhận rủi ro, nhưng không phải mạo hiểm liều lĩnh. Chúng ta chỉ dấn thân vào những thương vụ đã tính toán kỹ lưỡng các rủi ro có thể xảy ra, và chắc chắn bản thân có thể gánh chịu rủi ro đó. Không nên mạo hiểm liều lĩnh khi không có gì trong tay, đây là điều cực kỳ nguy hiểm. Nợ nần bà không dính. 1. Không nợ tiền của người thân coi thường mình. Một số người thân ngoài mặt tỏ ra rất thân thiết với bạn, nhưng trong lòng lại ghen tị. Điều khó chịu nhất đối với họ là người khác sống tốt hơn mình. Một khi người khác gặp thất bại, họ sẽ cảm thấy thích thú. Khi bạn có tiền, họ sẽ đến tung hô khen ngợi bạn là người có sức mạnh như thế nào. Thực chất đây không phải là tấm lòng thật của họ. Họ chỉ thấy rằng bạn có tiền và nói với bạn điều gì đó hay ho để họ có thể nhận được sự giúp đỡ của bạn vào một ngày nào đó. Khi bạn không có tiền, họ sẽ thể hiện bản chất thật của mình. Ngay cả khi bạn tuyệt vọng, họ cũng sẽ không đến thăm bạn, chứ đừng nói là cho bạn vay tiền. Họ sẽ chỉ coi thường bạn và làm như không quen biết bạn. Do đó, dù nghèo đến đâu, bạn cũng đừng vay tiền của những người thân coi thường mình. Không những không vay được tiền, mà còn bị dè bỉu tổn thương lòng tự trọng. 2. Không nợ tiền của những người yêu tiền như mạng sống. Một số người bạn không đối xử chân thành với bạn. Những người bề ngoài thường gọi mình là anh em. Một khi nói đến chuyện vay tiền, họ lập tức thay đổi sắc mặt. Họ sẽ không làm những việc không mang lại lợi nhuận. Có người trong lòng rất ích kỷ, không thể chịu đựng một chút mất mát nào cho mình, cũng không thể dung túng cho người khác nhận được một phần lợi ích từ mình. Ngay cả khi họ sẵn sàng cho bạn vay tiền, họ sẽ yêu cầu bạn trả lãi suất rất cao. Và sau khi cho bạn vay tiền, cho dù đến hạn hay không, họ sẽ luôn thúc giục bạn trả lại tiền. Họ sẽ không quan tâm đến những khó khăn của bạn, họ sẽ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Do đó dù nghèo đến đâu, bạn cũng đừng vay tiền của những người bạn yêu tiền như mạng sống. 3. Không nợ tiền của bố mẹ. Dù khó khăn đến đâu cũng không nên nợ tiền của bố mẹ. Cuộc đời này bố mẹ đã cho ta rất nhiều thứ, chúng ta chưa thể đền đáp thì cũng không nên khiến họ lo lắng thêm. Mặc dù tiền không phải là toàn năng, nhưng cuộc sống tuyệt đối không thể không có tiền. Khi không có tiền mọi thứ đều khó khăn. Lúc gặp khó khăn mà được người khác giúp đỡ, hãy luôn trân trọng và đừng quên tấm chân tình đó. Không phải người nào cũng sẵn sàng giúp đỡ và cho bạn vay tiền. Thực tế việc cho vay tiền chỉ giải quyết những khó khăn nhất thời. Chúng ta nên dựa vào chính mình và dùng chính đôi bàn tay của mình để xây dựng thế giới của riêng mình. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành cho những thời gian quý báu để theo dõi bài viết tới giờ phút này. Mình xin được gửi lời chúc tới tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn có những phút giây thực sự thoải mái và hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Nếu các bạn cảm thấy bài viết này mang lại giá trị,
Các bạn hãy chia sẻ tới người thân và bạn bè của các bạn để có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.